Morning, everyone. Chào quý vị. Next week is we have the Tam Pe Chat. Tuần sau đó là có cái Đại Bi Sám. Mời quý vị tới tham dự. We invite you to come and repent. Tới tham dự để mà sám hối. I meant to tell this story about repentance and about the story, but usually the Tam Pe Chat is so long. Thường thầy muốn thầy tính kể câu chuyện rồi đại bi sám lúc đại bi sám, nhưng đều thường đại bi sám nó dài quá, khi nào xong cũng hết thì giờ. So by the time we're done with the Great Compassion repentance, there's not enough time left because we need to prepare to go to lunch. Thành ra là kể không được. So this week, I think I tell you the story so that next week we don't have to talk Dharma anymore. Thành tuần này thầy nói pháp, thì tuần sau thầy nghỉ. Okay. It's a story about vengeance. Back then in China, in Nước Hoa, in the warring states time, cái thời mà từ xưa đó, người ta hay có cái chuyện mà mấy cái nước nhỏ nhỏ nó qua đánh nhau, nó chiếm đất nhau. So there was I don't know the Chinese word, so we just use Vietnamese. They đọc cái chuyện này tiếng Việt chứ không phải tiếng Hoa, thành không biết tiếng Hoa là gì. There was a man by the name of Du Nhược. I'm going to call it DN, okay? Du Nhược. He was a subject of a small king by the name of Trung Hàn. He was làm tôi cho một cái người vua chúa tên là Trung Hàn. And later on, Trung Hàn's enemy, cái ông địch thủ của Trung Hàn tên là Tý Bá, qua chiếm đất. He invaded Trung Hàn's the king, the small king's country, and killed him. Mà thần Tý Bá mới qua chiếm đất và giết Trung Hàn. Okay. And so this man here, our hero, Dian, became a subject of the next king. Thì ông Trung Hàn này, ông Dư Nhường này mới trở thành làm thần cho cái ông Tý Bá. Okay. And later on, there is another group of enemies of Tý Bá. Thì sau có một cái nhóm thù Tý Bá. Few kings got together and invaded Tý Bá's country and killed him. Thì sau này có một cái nhóm vua đó, tiểu vương đó, họ hợp lực lại tại thù Tý Bá, qua Tý Bá xâm lăng đất Tý Bá và giết Tý Bá. Okay. One of the king is by the name of Tương Tử. Một ba trong vua đó tên là Tương Tử. Tiểu vương đó tên Tương Tử. Thù Tý Bá dễ sợ. And he was so vengeful with Tý Bá that he took Tý Bá's skull. Mà lấy cái đầu sọ của Tý Bá đó để mà xin lỗi quý vị, để mà dùng, từ xưa không có cái toilet, dùng cái đó để buổi tối mà dùng để mà đi tiểu. So back then there is no toilet, no running water, so he would use the skull of Tý Bá as a urinal at night. Okay, that's how much he hated Tý Bá, how much Tương Tử hated Tý Bá. Từ xưa ông Tương Tử cũng thù Tý Bá như vậy đó. So now Du Nhược, he's remember that our hero was running with his life, was hiding in the mountain. Thì ông Dư Nhường mới trốn ở trong trên núi đó, nghe được rằng ông Tương Tử mà
mà nhục nhã nhục 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 mã cái ông Tỳ Bà như vậy, giận dữ sợ. When he heard, when Dian heard how his ex-boss was treated by Tương Tử Ti Thi, he was very upset. He vowed to revenge, take revenge on his master. Thù và nguyện rằng, thề nguyện rằng sẽ trả thù, hay ông chúa mình trả thù. Okay, so what did Dian do? Thế ông dự nhượng làm gì? He disguised himself, giả nhạc. He even became a prisoner of Titi, trở thành một cái tù binh của cái Tương Tử, and volunteered to work at cleaning the toilet. Mới xin làm đi chùi cầu tiêu cho Tương Tử. I'm waiting for a chance to kill him, để mà tìm cơ hội, đợi cơ hội để mà giết Tương Tử. This is how people of the ancient times go to the extent of taking revenge. Thời xưa ta thù đến độ như vậy. And so one day Titi was going to the toilet. Một ngày kia Tương Tử đi cầu tiêu. And all of a sudden he felt very 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 strange. Mỗi như cảm thấy cái lòng nó bất kinh. So he called his people and said, go and check the people around here. Mấy sai thuộc hạ đó quay thử những người xung quanh đó sao. And they caught, sure enough, they caught Dian, bắt được Dương Nhượng. Okay, and recognize Dương Nhượng as they recognize him. Mới nhận ra được Dương Nhượng. So Dương Nhượng was hoàn toàn có sợ sệt, cầm cái dao này trong tay mà hầm mà muốn nhảy tức mà giết Tương Tử. So Dian was the least scared. He was holding a knife, waiting for a chance to jump and kill Titi. Okay, his master's enemy. So of course Tương Tử's Titi's men couldn't wait. They were waiting for Tương Tử's order to kill this assassin. Thì thuộc hạ của Tương Tử sẵn sàng lăm le tính chính chạy tới làm thịt cái ông dừa nhựa để bảo vệ cho chúa của mình. And so Titi says, no, he's you see his boss died without any descendants. Thì Tương Tử mới nói không, để yên nó. Tại sao vậy? Tại cái ông Trí Bá bị chết, bị ta giết rồi mà không có con cái, con cháu gì hết. Okay. So my enemy, I kill my enemy. He has no offspring. He has no children. He has no grandchildren. They're all killed. Therefore, it is fair that his subject, out of loyalty, take revenge upon him. Thì nói là cái người này mà trung thần, thành ra tìm cách trả thù cho ông chúa mình là cái chuyện đáng phục. Cái người là người hiền sĩ, tha cho nó đi. So this is a loyal subject. That's free. Okay. Thành ra như vậy mà dường như mà thoát chết, bỏ chạy. So that's how they let Dian go. And Dian, did he give up? Dường như có bỏ cuộc là không? No. He came back. What did he do? Dư Nhượng á, được thoát mạng một cái, thoát chết một cái. Đây là cuộc sống thứ nhì của Dư Nhượng đó. This is the second life now. So what did he do? He shaved his eyebrows. Cạo lông mày. Cạo đầu. Cạo cả tóc. I have to tell you he shaved his eyebrows first, because if I told you he shaved his hair, you think he become a monk. No, monks do not take revenge on people. Thì nói cho quý vị biết, mấy người thầy tu không có trả thù đâu. Okay? Thành mới kể cho quý vị biết là cạo lông mày trước, cạo tóc sau.
Okay? And then he worked as a postal delivery man, so that his skin becomes darker. Với đi làm người đưa thơ để cái da nó đen lại. So they can recognize, oh no, it's not postal delivery man, but it's not such a profession. I did them wrong, did I? So actually, in the truth, he became he worked in the field so that his skin become darker. Remember, he used to be an official. Trước ông này làm quan, thành da nó trắng. Bây giờ ra làm ruộng, da cho nó đen lại. So that's how he changed his look completely. Hoàn toàn đổi cái thể diện của mình, cái mặt của mình. And his wife ran across him, gặp ông. He says, this man here doesn't look my husband, but he sounds like my husband. Bà vợ nói, cái ông này, cái giọng ông này thì giống chồng tôi, nên cái mặt thì cũng giống chồng tôi. So what did he do? Thì dì đường mới làm cái gì? He swallowed charcoal to change his voice. Ông ấy mới nuốt than hồng để mà đổi cái giọng mình. Thấy thù dễ sợ. Can you imagine how vengeful this person can be? And so what did he do? Now no one could recognize him. Không ai nhận ngôi được hết rồi. Okay. He would then hang around a bridge waiting for a TT to go by to have a chance to kill him, to assassinate him. And đợi mỗi ngày tới cái cầu đó, đứng đợi cái cầu, núp dưới cái cầu, đợi ông Tương Tử đi ngang để mà ám thích cái ông Tương Tử. And one day, TT rode by. Một ngày kia, Tương Tử cởi ngựa đi qua. That bridge, đi qua cái cầu đó. And all of a sudden, TT's horse started neighing and panicking. Bỗng nhiên con ngựa của Tương Tử lập tức hét, la hét in ỏi, sợ sệt dễ sợ. So what does TT do? Tương Tử làm gì? He says, Dian must be around here. Chắc chắn có thằng dự nhượng ở đây rồi. So he ordered his men to look for Dian. Mấy sai đầy tớ, mấy người xung hữu tạ hữu đi kiếm Tương Tử, đi kiếm dự nhượng. And they found dự nhượng underneath Dian, underneath the bridge. Bắt dự nhượng ra đang bắt gặp dự nhượng đang trốn dưới cầu. Brought up, đem lên gặp Tương Tử. And brought up to the boss. And the boss says, there you are again. Oh, it's you again. Oh no, té ra cũng ông là nữa. And he says, đó Tương Tử mới nói với dự nhượng. So TT told Dian, okay, he says, I don't understand. Tương hiểu. When you work for your first boss, khi mà ông làm việc cho cái ông chúa đầu tiên đó, ông chúa thì nhìn vào giết ông chúa, xong ông lại làm việc cho ông chúa này. Okay. Mà ta sao ông không trả thù cho cái vị chúa đầu tiên? Why is it your first boss? You work for the first boss. The second boss came along and killed him. And yet you work for him. And you didn't take revenge upon him, on the second boss. Why do you go after me? Tại sao ta trả thù tôi? Tôi làm gì ông trả thù tôi? What did I do to you? And he says, So Dian, dì nhượng mới trả lời. Dian says, my first boss employed me as a lowlife, as an ordinary, ông vua đầu tiên, chúa đầu tiên của tôi đó, coi thường tôi. Tôi ở với ông là một cái người thường thôi. So I worked for him as an ordinary person. But my second boss treated me like a great man. Therefore, I stayed with him as a great official. Ông chúa thứ nhì tôi ấy, là trọng vọng tôi. Coi tôi như là quốc sĩ, thành ra tôi làm việc với ông, ở với ông như là một cái tôi thần, một cái thần. Mình thôi thành trung thành. And since you kill him, it's upon me, a loyal subject, to take revenge upon you. Nói là bây giờ ông bây giờ ông tới ông giết ông chúa thứ nhì của tôi, là tôi là người trung thành,
trung thần thì phải trả thù cho Chúa chứ. Okay? Because in there is a Chinese saying, đời xưa có một cái câu. Loyal, the loyal subject will give up his life to revenge his king. Đời xưa người trung thần đó, tôi trung đó, thì phải liều cái thân để mà trả thù cho Chúa. And similarly, the loyal wife cũng giống như cái bà vợ mà trung thành đó, thì cũng vì chồng mà làm đẹp. So similarly, like the loyal wife would be for the sake of her husband would put on makeup to look pretty. Hey, this is Chinese, okay? Cái này là văn hóa người Tàu, mà người Việt Nam. So TT, cái ông tương tự mới thở dài. He says, TT sighed and says, "You know, I respected you as a loyal subject. Trước á, tôi tha ông một lần, tại vì tôi tôn trọng cái lòng thành của ông. But this time, I don't think I can let you go anymore. Lần này tôi không thể tha ông được nữa đâu. Lo mà liều mạng đi. Lo mà liều đi. And so Dian, the hero, ông Dương Dương mới nói, tôi hiểu, I understand. Okay. I understand where you're coming from. Tôi hiểu cái ông, nhưng điều tôi chỉ yêu cầu một chuyện thôi. I only ask for one request. If you can do this for me, I will die gladly without any resentment. Tôi sẵn sàng chết để ông cho phép tôi làm một chuyện này. Okay, mà tôi không có giữ cái lòng thù đâu. Okay. And so thì tương tự hỏi ông muốn cái gì? Cái nguyện vọng cuối cùng của ông là cái gì? What is your last wish? The hero says, "Can you remove your outer garment so that I can stab it before I die?" Okay. Tôi nói yêu cầu ông tương tự nó cởi cái áo bào ra để tôi đâm vào cái áo này để trước khi tôi chết. So, TT tương tự đồng ý lập tức. He took off his robe, outer robe, tương tự lập tức cởi cái áo bào ra, sai người đưa tới cho Dương Dương, and send it over to Dian, and Dian took his knife and stab it. Ông Dương Dương cầm cái dao mà đâm một cách sung sướng. He was so happy, he was stabbing it, and cried, "I am able finally to repay my master's kindness to me." Bây giờ tôi mới có đủ cái cơ hội. Bây giờ tôi mới có thể trả ơn lại Chúa tôi. And then, after he stabbed him a few times, đâm vài lần xong, he stabbed his neck and killed himself. Tự đâm cổ mà chết. This is how people of the old time express their loyalty. Từ xưa người ta trung thành với Chúa như vậy. Lúc khi người ta biết ơn, người ta làm ơn với mình, mình không bao giờ mình quên cái ơn đó. When people are do us a favor, are kind to us, we never forget it. People never forget it, and they want to spend their lives trying to repay that kindness. Biết làm cái lòng trung thành với ông Chúa để trả ơn lại người Chúa đã ban ơn cho mình. Okay, and this is highly regarded in the Chinese folklore as an example of loyalty. Bởi vì trong cái lịch sử người Trung Hoa đó, Dương Dương là nổi tiếng là trung thành, được đời đời thán phục. Okay, question, yes, sir. Bad example of
Ông này ông nói cái này câu chuyện này dở rồi cái dở. Yes, why is it a bad example of what? Crazy behavior. Cái này mấy người này điên rồi. You really think so? It's shocking to Westerners, isn't it? Mấy người nhà người Tây phương người ta không hiểu được cái chuyện này. It's crazy. These people are crazy. Mấy cái người này có những hành động điên rồ, right? You would never do that, right? How far would you go? Ông nói ông sẽ không bao giờ làm cái chuyện được như vậy. You wouldn't do that. What would you do? That to show your loyalty. Or that loyalty is not even under consideration. Ông này mấy người da trắng người ta không chấp nhận cái chuyện đó được, nói cái chuyện nó điên rồ á. Quý vị nghĩ sao? You see, the Asians are have a smirk on their face. They say, you Americans don't understand. Quý vị nghĩ sao? Có lý là không có lý. Cái nhóm phụ nữ này có chịu có làm có thấy cái chuyện có nghĩa là không có lý là không có lý. I ask the women, does it make sense to you women that people do that? Nên làm hay không nên làm? Yes or no? Yes? Nên not buying it either. Shucks. Sao? cô Nancy cô nói là thay vì trả thù á, chẳng ta yêu cầu sư phụ gửi ông đi theo phương cực lạc nó có lý hơn. but that's not available. Đời xưa nó làm không có chuyện đó được. Okay, what are you gonna do? Nếu không có làm sao bây giờ? Vấn đề là không có. It's not available. What do you do? Cái này là cái đời. So we're talking about the times in the human culture, Asian culture. Cái thời này, thời trước đó, là cái cách suy nghĩ ta như vậy đó. Okay. Back then, that's how people think about loyalty. This is what you're supposed to do as to out of loyalty to your king. Từ xưa đó cái lòng những cái người trung thần có những cái thái độ như vậy đối với ông vua. And that's the norm. Vì như vậy bởi vậy từ xưa cái trong lịch sử người Trung Hoa ta phục hai người là lắm. And back then actually the Chinese culture is very impressed with these two guys. He says number one, the hero is a very loyal subject. Thứ nhất, ông Dùi Nhựa là một người trung thần, rất là cái lịch sử nó rất là thơm tho. Okay, but on the other hand, the man tương tự is also highly regarded. Ngược lại, tương tự một cái vị được người ta vẫn trọng như thường. Mặc dù chuyên môn đi giết người. See, remember, even TT is a guy who invades and kills a lot of people and very cruel. Okay. Very vengeful. Mặc dù ông Tư là một người sát phu, người sát nhân, chuyên môn đi giết người, đi xâm lăng nước người ta giết người, hành hạ người ta, ngược đãi người ta, mà vẫn được cái trong lịch sử người Trung Hoa rất là tôn trọng. Tại sao vậy? Why is that? What is he regarded for? Được tôn trọng vì đến một người minh chúa. He's highly regarded as a great king because he appreciates loyal subjects. Người minh chúa đó là biết trọng dụng cái người trung thần. And the great king would never do anything to
to commend the loyal subject by freeing the man and say, hey, I free you once already. You have made your name as a loyal subject, but I can't do it, and I can't do it forever. Là cái ông minh chúa này là biết trọng dụng, biết nhận được cái người trung thần, thành tha cái ông dịu nhượng một lần rồi, nói là cho ông tha một lần để cho ông được nổi tiếng là làm trung thần. Điều lần này là ông thể tha được nữa nha. Lần này tha nữa là mình khùng, mình dại. Okay. So he's known to be a great king, by the way. Yes, sir. Would be he be real weak? Would be foolish. Tha lần thứ nhì là một cái người chua khờ, tại nó trước sau nó cũng giết mình, cái cách nào nó tha mình đó, một người phải chết. You know that one of them has to die. Yeah. So that's why he cannot let go anymore. So he's a great king. Tại người này gọi là minh chúa, được lịch sử Trung Hoa công nhận là minh chúa. Okay, sao thưa? Ờ, mấy ông vua toàn là người ác không? Ờ. Tham rượu này, tham gái này, tham tiền này, tham đủ. Yeah. So he says, she says, in the history of the Chinese history, the Chinese kings and emperors are bad people. They are greedy for wine, they're greedy for power, they're greedy for money, they're greedy for sex, and they're killers. Yeah. Thì sao? Có gì hay? Mấy ông vua có gì hay đâu? So what's so great about the Chinese kings and emperors? Now Master Xian Zhi joins the game. He said, "Yeah, it's nonsense. I agree with the Westerners." Cái ông thầy hiền trì ở xứ Mỹ này lâu quá, bây giờ thành người Mỹ rồi. Ah, good point. So what he's talking about, he says, it's okay to be loyal to the people. Mình trung thành với đồng bào thì nó còn có lý. Và nếu như ông vua mà không tốt, sao mình trung thành với ông vua là không? If the king, the president is not a good king or president, should we be loyal to him? According to the text, no. Ông text là không. Quý vị nghĩ sao? Yes or no? Tệ thiệt và tệ. Yeah. So he said back then the emperors, the bad emperors, they only depend on their assistants, their officials to rule the country. So these kings are bad news. Okay? Quý vị đồng ý như vậy không? You agree or disagree? You agree? Huh? If that's the case, then how come we have such great culture? Làm sao như vậy? Có văn hóa nó hay như vậy? Không, tại vì đời xưa Đức Khổng Tử là cái người mà đã nói là mình phải trung thành với ông vua. Các vị biết không? Đức Khổng Tử là người chủ trương như vậy. Tôi phải trung với Chúa. Because Confucius, okay?
is advocated and which later became the basis of the major tenets of Asian the Chinese culture is that you have the loyal subject. The subject has to be loyal to his king. It's from Confucius. Cái này từ Khổng Tử ra. Thế như đúng là sao? Như vậy đúng. So she says, if you have to be loyal to a bad king, that kind of thinking is not proper. She disagrees with that. Mà nếu như thầy hỏi ngược lại cô quý vị nghe, does it make sense to all of you? Quý vị đồng ý như vậy không? Does it make sense to you? This day, modern day, thời buổi này như vậy, right? Yes. Yes. It's the king is equivalent to the president nowadays. That's the thinking. The leader of the country, whether it's a king or president, same thing. You have loyal, you have to be loyal to the king or the president. But as long as he's the president, we're supposed to be loyal to him. That's the culture. That's the thinking. That's the value system. Anymore. Okay? But it's the same principle that Confucius advocates. You have to be loyal to the leader of the country. Mình, từ xưa ngài Khổng Tử, ngài dạy rằng mình phải trung thành với ông vua, tức là tổng thống thời buổi này. That's a value system. You're supposed to be loyal to the leader of your country. Mình phải trung thành với cái vị lãnh đạo của quốc gia mình. Just like in the past, there weren't that many good kings. Cũng như đời xưa, ông nói thời buổi này tổng thống có tổng thống giỏi nữa. Thầy nói cũng đời xưa cũng vậy. Đại đa số những vị vua đời xưa đều là vua tệ, người tệ hết. The majority of the kings back then, in a history of kings, whether it's in China or in Vietnam or in Europe, they're all bad kings. They're all bad kings. Now, why did Confucius advocate being loyal to your leader? Tại sao ngài Khổng Tử lại đề xướng là mình phải trung thành với ông vua? Why is that? So shouldn't we then be loyal to the president? You agree or disagree? Mấy ông tổng thống mà dở, ông vua mà dở như vậy, mày cột, phải trừng trị họ. Okay, you agree with that? Cái vị nghĩ như vậy là không? My master advocates loyalty to the country. Okay, ngài Thiên Hóa, ngài chủ trương là phải trung thành với tổ quốc. He didn't quite go out and say that I am loyal to the communist leaders. Ngài không có nói là tôi trung thành với là những người lãnh đạo bên cộng sản. Ông chỉ nói tôi là người Tàu, tôi sẽ trung thành với nước Tàu. I'm loyal to my country. Mm.
But it's no different than the old time. Quý vị biết đời xưa cũng như vậy thôi. Thời buổi này á, mình cũng không biết mình với tổng thống, mình đâu có biết gì ông tổng thống làm gì đâu. Thời đời xưa cũng vậy, người ta đâu biết ông vua làm gì đâu. It's no different from now than from the old times. Just as today we don't know what the president is doing, what he's doing to run the country, same thing back then. Why would Confucius advocate loyalty to your king? Tại sao Khổng Tử lại khuyên là nên trung thành? Why is that? Huh? Not quite. Ông nói như vậy có trật tự. It's not the main reason. Không phải lý do quan trọng nhất. What is the reason why you need to be loyal to your king? Tại sao mình phải trung thành với ông vua? You only look at what's right and wrong. Quý vị chỉ nghĩ tới đúng với là sai thôi. What Confucius teaches, Đức Khổng Tử dạy á, là không phải đúng với sai. It's not about right and wrong. Let me go to a small scale. Bây giờ thầy nói về cái phạm vi nó hẹp hơn một tí. Let's say you work for a company. Ví dụ quý vị làm việc cho một cái công ty, hoặc làm chủ công ty, hoặc làm việc công ty. Okay? That small environment, you have to be loyal to the owner of the company. Trong cái hoàn cảnh như vậy, quý vị nên trung thành với cái người chủ hãng. Agree or disagree? You see why you should be loyal to the owner of the company you work for. Am I correct? Quý vị đồng ý là mình nên trung thành với ông chủ của mình đúng không? Agree, right? What about your boss? Còn người sếp mình sao? Should we be loyal to our boss? Oh no. Even if the boss is a bad boss, should we be loyal to the boss or not? Bây giờ nếu như ông sếp của mình là người sếp dở, mình có trung thành với ông sếp là không? No. Up to a point. Okay? Up to a point. Nó tùy. What does Confucius say? Khổng Tử sẽ nói gì? Mình vẫn trung thành với ông sếp mình như thường. Confucius would say, you still are loyal to your boss. Why? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Why is that? If your boss is completely a bad person, một ông boss mình là rất là xấu, tệ dễ sợ, okay, ngược đãi mình, abuses you, and unfair to you, you still loyal to your boss, mình vẫn trung thành với boss mình. Tại sao như vậy? You see, now you can identify why, right? Bây giờ quý vị thấy cái phạm vi nhỏ, quý vị hiểu được cái lý do, okay? Why is that? Tại sao mình trung thành vậy? Because he's the one who signs your check. Mỗi tháng á, quý vị mặc dù ông là người xấu nữa, vẫn là người ký sách để mà trả tiền cho quý vị để đem tiền về nuôi cho vợ, nuôi cho chồng. Yeah. Ông làm ơn mỗi tuần mà không có ông ký sách làm sao mình có tiền mình xài bây giờ. Right? Without your boss agreeing to sign a check for you, signing your paycheck, you will not get paid. You cannot feed your family. Agree, disagree. Thì mặc dù ông là người boss xấu đi nữa, ông vẫn người đang làm ơn của mình như thường. He still doing you a favor because he gives you a job and pays you. Ông vừa làm ơn mình, ông là đã cho mình công việc làm và trả lương cho mình. So that you have your dignity as a human being, as a wife, as a husband. Right? Thành người ta cho mình cái bản ơn huệ, cho mình cái sự tự trọng làm con người, chồng, người vợ để mình lo cho gia đình của mình. Don't you call that doing you a favor? Okay. Shouldn't you be loyal to that person? Yes. Như vậy mình nên trung thành. Yes. Ông nói là cái đó là mấy cái phạm vi của hãng thì được, mà nói về phạm vi của tổng thống với vua thì không được. Okay, agree, disagree. Huh? So you agree that you have to be loyal to the boss, even though your boss is a bad person, is a bad boss.
Thành quý vị đồng ý với thầy, mặc dù sếp mình là người sếp dở, bất tài, vô tướng, mình vẫn trung thành người ta như thường. Right? You agree? That you mean your boss is a bad manager, is a bad boss. It's unfair to you and abuses you. You have to be loyal to that boss. Why? There's one more reason. Có một lý do khác tại sao quý vị phải trung thành với người boss mình. What's another reason? What's another reason? Tại vì mình như vậy là mình đang tạo cái đạo đức, mình đang sống trong đạo đức. Okay? Because you live in a virtuous way. You behave virtuously. Okay? And therefore, all the bosses would see you and would want to hire you. Tại vì trong tương lai, những cái người sếp khác thấy cái đức tính của mình sẽ muốn chụp mình, xài mình. So it's to your advantage to be loyal to your boss, even though your boss is a bad boss. Nên là đối với, mặc dù con sếp mình rất là xấu, rất là tệ, nhưng đều mình vẫn trung thành như người. Tại sao như vậy? Mình có lợi. Sau này những người sếp giỏi đó, thấy mình sẽ muốn dùng mình. Because the good bosses will spot you and say, ah, that's the kind of employee I want. Agree? Đồng ý là không? So it's to your advantage to be loyal to your boss, regardless. Thành đối với quý vị đó, mình nên trung thành với ông sếp mình tại vì mình có lợi. There's many more reasons why you should be loyal. Có nhiều lý do khác mà thầy cũng có thời giờ mà nói. I'm running out of time. I'm hungry. Okay? As again, we running out of time. Okay? Is that clear? So then you scale up. Shouldn't be loyal. You be loyal to the president of the company. Nó bị cũng tương tự như vậy. Quý vị cũng nên trung thành với ông sếp, ông chủ hãng. Agree? Right? That's just smart. Cái đó là cái khôn ngoan của mình. Cái đó là cái đạo đức của mình. Let's be smart. Let's be virtuous. Okay? Does it go to the governor of the state of California? Mình có trung thành với? No. You go so far, right? You go as far as the mayor, Mr. Beaumont says. Ông đang nói tôi sẽ trung thành tới được ông thị trưởng thôi, thị xã thôi. À, tại vì chuyện là tư nhân với là công nhân nó khác nhau. Ông nói là tàu thì được, mà Mỹ thì không được. What's another reason why cái ông nằm cứng đầu vậy? This man is so hard to sell. Ông nằm cứng đầu. I don't have enough time today. Ngày nay thầy bực mà lắm. I'm very upset because I don't have enough time. Ngày nay hết thì giờ rồi. Shall we continue next week? Tuần sau mình nói tiếp là sao? I'm because I'm upset. I'm kidding. So, yes. Yes. Right. 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 But you have to understand. Yeah, absolutely. You also have to remember that for people like Confucius, okay? The reason Confucius came along is because the king recognized him and told him to teach. So maybe you get nothing out of that king, but he's the one who got Confucius, who got Confucius to teach you. So you see, you have to take the king with both bad and good. You cannot take, you only look at the good alone. That's not how it works. The same thing you look at your wife, your husband. You have to look at both the good and the bad. Okay? Cái vị phải nhìn đó, đừng có nhìn một cái thiên kiến như vậy. Con người phải nhìn đến cái hay, cái dở người ta luôn. Không thể chỉ chọn cái hay. You cannot say, I love you only as long you're good to me. And if you don't, you are not good to me, I don't love you anymore. Then what kind of person are you? Huh? Cái vị thấy không?
Nếu mình chỉ thương người ta tại vì người ta tử tế với tốt của mình thôi, thì mình con người mình là cái người gì? Khi người ta xấu mình bỏ đi, thì con người mình vô tình vô nghĩa. You really have no loyalty. Okay? That's why you don't worry. My point is I'm not going to argue with you. My point is that even if someone is bad, the king is bad, mặc dù ông tổng thống là người xấu, ông vua là người xấu, do not judge them. Đừng có phán xét người ta. You worry about you being a good person, a loyal subject first. Let history take care of him. Let him take care of himself. Let things take care of themselves. Mình chỉ lo cái đạo đức của mình thôi. Mình không có lo cái chuyện người ta làm, không phải chuyện của mình. Okay? Người ta sai, kệ người ta. If they're wrong, they will reap the consequences of their bad actions. You don't have to judge them. Mình không cần phải phán xét người ta. Mình không cần bác bỏ người ta. Mình chỉ lo cái chuyện mình làm đúng thôi. You worry about doing the right things for yourself. That's the message. Is that clear? This is why the Chinese culture advocates loyalty for that reason. Bởi vì đời xưa Đức Khổng Tử mới dạy là tôi trung vì vậy đó. Là mình tôi trúc là một cái đạo đức của con người. Mình làm sống trong đạo đức cái đã. Ông vua không tốt là chuyện của ông vua. Mình làm chuyện của mình. Okay? If the king is a bad king, which most of them are, it's their problem. You become a virtuous and loyal subject first. That's what Buddhism is about. Phật giáo là như vậy. Đạo đức là như vậy. The way of virtue is like that. Is it clear? Don't judge people. There's no need to judge people. Không cần phải phán xét người ta. Chuyện người ta. Okay? Agree, disagree. Đồng ý được không? Ông nói nhất định sư Mỹ là ông tin như vậy. Yeah. There's sometimes you have bad kings and bad presidents, but the system is there. You're loyal to the king as part of your loyalty to the entire country, the entire system. You cannot say this president is bad, therefore the system, I'm not loyal to him. If you're not loyal to your president, you are also disloyal to the entire system that brought him up there. Okay. Well, we will have to agree to disagree today. Bữa nay tới hết giờ rồi. Ông nhất định không đồng ý. Cái người tu hành phải hiểu như vậy đó. Mình sống trong cái đạo đức, mình sống làm chuyện đúng của mình thôi. Người ta làm chuyện sai là chuyện người ta. Đừng có phán xét người ta làm cái gì. Mình trung thành với sếp mình, trung thành với chủ hãng mình, trung thành với tổng thống mình, vua mình là chuyện mình nên làm. Trung thành với chồng mình, okay. Trung thành với vợ mình, okay. So I'm from a Buddhist perspective, okay? I want to remind you that stop judging the king, stop judging the bad kings and the bad presidents. It's about you being a good citizen, being a good husband, being a good employee, being a good manager, being a good mayor, being a good governor, okay? You be a good person. Don't worry about others. That's the spirit of Mahayana. Cái đó là tinh thần của Đại Thừa mình. Okay? So it's not, I know it's shocking for you to hear about how the extreme people would go to show your loyalty, but that's only an example of how people used to behave. Từ xưa ta có phải những hành động nó cực đoan như vậy. Okay? And let me tell you, finally, không thể nói. I admire this hero. Thầy phục ông Dương Dương tại sao nhỉ? Not so much about his extreme thing. Tại vì thầy không phải là thầy phục cái hành động đó nó điên rồ của ông. Okay, nó quá cực đoan. But I admire him from the spirit of what? Making a vow and not quitting. Phục ông cái đạo đức đó. Ông hay ở chỗ ông dám lập cái lời nguyện, tôi nguyện trả thù cho Chúa của tôi mà không bao giờ ngừng lại hết. That I admire.
tremendously. Để phục những cái người như vậy. Why? Because you have that kind of mindset, you should make, you turn that, make a vow for rebirth of the Pure Land, you surely will go to the Pure Land very quickly. Với cái tinh thần như vậy, quý vị phát cái nguyện, thay vì đi bảo vệ, đeo thù người ta, phát cái nguyện, tôi sẽ đắc vãng sanh, thì quý vị sẽ đắc vãng sanh rất là lẹ. Không có gì có thể chặn quý vị lại được. Thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. If you make that vow and after that, no one can be in your way of rebirth to the Pure Land. That's it. You will get rebirth this lifetime, very likely. That's what interests me about this story. Thầy thích câu chuyện ở chỗ đó, nhưng mà thích câu chuyện ở chỗ ta thù đâu. Ok. Câu chuyện này thì muốn cho con nhớ những câu chuyện này, thì nhắc câu chuyện này, ý nghĩa là cái nguyện đó. Mình lập cái nguyện rồi, không bao giờ dờn cái lòng hết. Ngày đêm nghĩ mọi cách để mà đạt cái nguyện đó. Cái đó là cái bài học của cái ngày hôm nay. So, my lesson today is not about revenge. Okay, it's not about loyalty. It's about making a vow and doing, devoting all your resources, all you have to accomplish the vow. That's what great people, great men do. Is it clear? I made a roundabout to tell you this principle. Thầy kể câu chuyện dông dài để cuối cùng dẫn tới cái, ý nghĩa như vậy đó. Là mình lập cái nguyện vãng sanh mà mình không bao giờ dừng lại. Bằng bất cứ mọi cách, mình tìm cách để mà đi vãng sanh. You made a vow to rebirth. That's what the vow means in the Pure Land Dharma Road. Cái pháp môn tịnh độ, cái nguyện là ý nghĩa là như vậy đó. Quý vị chỉ nghe trước giờ, quý vị nghe chữ nguyện là tôi nguyện vãng sanh. Tối tối nào cũng đọc rất là hay, âm nhạc nó hay. Just feel so happy, right? That's not vows. Cái đó không phải là nguyện. Okay, is it clear? Nguyện là phải như là dự nhựa mới gọi là cái nguyện. You make a vow for rebirth, should be the same as the hero. Is it clear? That's why if you keep so many people, you know, most of Chinese Vietnamese recite this every night, and they can they attain rebirth? Thì nhắc lại quý vị đã đọc cái lời cái tịnh độ văn biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Để biết bao nhiêu kiếp rồi vẫn chưa được vãng sanh, tại sao vậy? Tại vì cái nguyện nó chưa đủ cái quyết chí. I don't mind you, it's because your vow is there, but you are not sincere enough in making that vow. That's why you haven't attained rebirth yet. You hear me? Nghe rõ ràng không? Con lập nguyện rồi mà. I made a vow for rebirth already. Oh yeah? Then why are you still here? Okay, thank you everyone.